Tại cuộc họp báo, đại diện ban tổ chức cho biết, hội nghị chuyển đổi số y tế quốc gia 2020 được tổ chức với mục đích nhằm triển khai quyết định số 5316 ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế về chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quyết định số 749 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Diễn ra trong hai ngày, 29 và 30 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với khoảng 1.000 đại biểu tham dự là lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương, các đại sứ quán, hiệp hội, các bệnh viện và doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các bên liên quan cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số y tế, định hướng cộng đồng doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số y tế có hiệu quả đồng thời đây cũng là dịp tăng cường truyền thông về mục đích và ý nghĩa của chuyển đổi số y tế góp phần làm thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền địa phương và toàn ngành y tế về chuyển đổi số